Trong bản tin mới nhất về dịch COVID-19 tối ngày 30 tháng 10, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức nóng nhất sau đây. Kinh hoàng, thế giới đã vượt 5 triệu bệnh nhân COVID-19 tử vong, riêng Mỹ đã có tới gần 765.000 ca tử vong. Nguy hiểm, hai ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội đã có hơn 110 ca dương tính. Cả nước hiện còn 73 xã phường vùng đỏ, 186 xã phường vùng cam. Cảnh báo, hai ca nhiễm COVID-19 ở Quảng Bình về từ vùng dịch lây lan rộng, kéo dài đến vùng cao Minh Hóa. Ca nhiễm COVID-19 mới ở Hải Phòng có lịch trình di chuyển rất phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều quán che chắn ngụy trang để bán rượu bia cho thực khách. Trường học ở thành phố Hồ Chí Minh thông báo tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em F0 khỏi bệnh. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích người dân tự xét nghiệm COVID-19 trước khi đến các tỉnh thành khác. Và sau đây mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin kinh hoàng, thế giới đã vượt 5 triệu bệnh nhân COVID-19 tử vong, riêng Mỹ đã có tới gần 765.000 ca tử vong. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của trang mạng worldometer.info cập nhật đến 30 tháng 10, tổng số ca bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu 246.743.078 ca. Trong đó, có 5.003.329 người tử vong. Cuộc sống bình thường mới đang đến với người dân nhiều nước trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có chiều hướng lắng dịu. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục xu thế chững lại trên phạm vi toàn cầu. Những vùng dịch nóng nhất châu Á đều chứng kiến số ca tử vong và mắc mới có xu thế giảm. Dịch bệnh đang nóng trở lại ở châu Âu khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này. Còn vài nước tình hình vẫn đáng ngại với sự bùng phát của biến chủng mới. Trong số này, Mỹ, Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, số ca mắc mới vẫn cao. Trong một ngày qua, Nga là nước có số ca mắc và tử vong mới cao nhất thế giới, thậm chí ca tử vong tăng vọt. Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 221 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực trên 17 triệu ca, trên 75.000 ca hiện trong tình trạng nguy kịch. Ngày 25 tháng 10, thế giới có 126 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới. 101 quốc gia trên vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh. Với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tiếp tục tăng, nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch, chuyển từ Zero COVID-19 sang sống chung với COVID-19. Trong đó một số nước sẽ dự kiến thông quan từ tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, vì xuất hiện biến thể mới đang làm chậm quá trình bình thường hóa ở một số nước. Mỹ, Ấn Độ, Brazil, ba nước bị ảnh hưởng nhất thế giới, với số ca nhiễm lần lượt hơn 47 triệu ca, hơn 34,2 triệu ca, hơn 21,7 triệu ca. Xét về số ca tử vong, Mỹ đứng đầu thế giới với 764.917 ca, tiếp đó là Brazil với trên 607.000 ca, Ấn Độ hơn 456.354 ca. Ngày 29 tháng 10, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA đã phê chuẩn vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Xét theo khu vực, Mỹ Latin và Caribe hiện có hơn 1,5 triệu ca tử vong trong hơn 45,8 triệu ca mắc COVID-19. Châu Âu có hơn 73 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,3 triệu ca tử vong. Châu Á ghi nhận hơn 1,1 triệu ca tử vong trong hơn 79,1 triệu ca mắc. Bắc Mỹ có hơn 1,1 triệu ca tử vong trong hơn 56 triệu ca. Châu Phi ghi nhận hơn 218.300 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương 3.600 người. Theo thống kê của trang worldometer.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 29 tháng 10, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ghi nhận thêm 26.238 ca bệnh COVID-19 so với ngày trước đó. Trong khi đó, tổng số ca tử vong tới nay tăng lên 217.700 người. Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á sau vài tuần hạ nhiệt hiện đang có xu thế đi ngang trong mấy ngày qua. Số ca tử vong nhìn chung đang giảm nhẹ hoặc không tăng trong toàn khối. Không nước nào có trên 100 ca tử vong một ngày. Dịch bệnh có xu thế xuất hiện tại các nước thay vì tập trung tại một điểm nóng như mấy tháng trước đây. Chuyển sang tin tiếp theo thưa quý vị. Nguy hiểm, hai ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội đã có hơn 110 ca dương tính. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội vừa thông tin, huyện Quốc Oai ghi nhận thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 14 ca tại thị trấn Quốc Oai, 3 ca tại xã Ngọc Mỹ. Các ca đều là các trường hợp liên quan F0 được phát hiện trước đó. Như vậy, tính từ 24 tháng 10 đến nay, huyện Quốc Oai ghi nhận 82 ca dương tính, phân bố tại 5 quận huyện,
Quốc Oai 68, Thanh Oai 6, Hà Đông 6, Sơn Tây 1, Ba Đình 1. Hiện ổ dịch tại huyện Quốc Oai lan ra các địa bàn thị trấn Quốc Oai, các xã Liệp Tuyết, Sài Sơn, Đông Yên, Cần Hữu, Phượng Cách, Ngọc Mỹ, Tuyết Nghĩa. Lực lượng chức năng của huyện, các địa phương triển khai điều tra truy vết, đưa đi cách ly y tế tập trung 539.000 trường hợp F1. 40 trường hợp F1 là trẻ em và người bệnh nền được cách ly tại nhà theo quy định. Đồng thời, huyện cũng ra quyết định cách ly tại nhà 3.250 trường hợp F2, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà gần 7.000 trường hợp F3. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, hiện thành phố có 2 chùm ca bệnh diễn biến phức tạp, gồm chùm ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai và chùm ở xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, hiện ghi nhận 30 ca mắc. Hai chùm ca bệnh có liên quan đến đám hiếu, đám cưới và liên quan các cơ quan công sở, nên lượng người tiếp xúc F0 nhiều. Công tác điều tra truy vết, xét nghiệm tiếp tục được triển khai để tiến tới khoanh vùng dập dịch trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, thành phố đang thực hiện giám sát người về từ các địa phương có dịch. Đến nay đã rà soát, quản lý, giám sát sức khỏe 8.153 người từ các tỉnh miền Nam, trong đó phát hiện 48 trường hợp dương tính, 34 người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, 6 người trở về từ Đồng Nai, 3 người trở về từ Bình Dương, 2 người về từ Quảng Ngãi, 1 người về từ Tây Ninh, 1 người về từ Hà Giang, 1 người về từ Hà Nam. Trong các ca dương tính này, ngoài trẻ em chưa đến tuổi tiêm chủng, có nhiều người đã được tiêm vaccine. CDC Hà Nội khuyến cáo, kể cả khi tiêm vaccine, thậm chí tiêm đủ mũi, người dân cần tiếp tục thực hiện tốt biện pháp 5K. Tốt nhất nên hạn chế tối đa việc đến những nơi đông người. Khi phải đi đến trung tâm thương mại, siêu thị, bến xe, bến tàu, nơi công sở, người dân cần thực hiện quét mã QR code để thuận tiện cho việc truy vết khi phát hiện F0. Chuyển sang tin tiếp theo thưa quý vị. Cả nước hiện còn 73 xã phường vùng đỏ, 186 xã phường vùng cam. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến nay có hơn 40 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch thích ứng với các địa phương hoặc có văn bản chỉ đạo phòng chống dịch trong sản xuất, giao thông vận tải. Trước đó, 63 địa phương đánh giá và công bố cấp độ dịch theo hướng dẫn tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, quyết định số 4.800 của Bộ Y tế. Cập nhật của Bộ Y tế cho thấy đến nay, đa số phường, xã tại các tỉnh, thành phố đều ở vùng xanh, an toàn. Ngoài ra, 73 xã phường, tình hình dịch COVID-19 được xếp vào cấp độ 4, vùng đỏ, 186 xã phường, cấp độ 3, vùng cam, 3.205 xã phường, cấp độ 3, vùng vàng, còn lại là thuộc vùng xanh, cấp độ 1. Về tình hình dịch bệnh COVID-19, kể từ đầu vụ dịch đến nay thì Việt Nam đã có 910.376 ca mắc, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tức là bình quân 1 triệu người thì có 9.243 ca nhiễm. Và thưa quý vị, hôm qua 29 tháng 10, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, gồm có Bạc Liêu tăng 398 ca, Kiên Giang tăng 89 ca, Bình Dương tăng 79 ca so với ngày trước đó. Còn về tình hình điều trị thì hiện có 2.169 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, có 19 ca đang phải dùng ECMO. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay 21.966 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới thì tổng số ca tử vong ở Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở phạm vi châu Á thì tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân là xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình sẽ được tiếp tục với tin cảnh báo hai ca nhiễm COVID-19 ở Quảng Bình về từ vùng dịch lây lan rộng kéo dài đến vùng cao Minh Hóa. Vâng thưa quý vị, ngày 30 tháng 10 hôm nay, tin từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho hay, tình hình dịch bệnh tại địa phương đang diễn biến hết sức phức tạp do liên quan đến các ca dương tính trở về từ vùng dịch, nhất là chùm lây nhiễm tại thị trấn Quy Đạt. Tính từ 6 giờ ngày 29 tháng 10 đến 6 giờ ngày 30 tháng 10, toàn tỉnh có 9 ca dương tính, trong đó có đến 6 ca tại khu cách ly trường nghề huyện Minh Hóa. Đây là các ca liên quan đến chùm lây nhiễm ở thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Trước đó, từ 6 giờ ngày 28 tháng 10 đến 6 giờ ngày 29 tháng 10, toàn tỉnh có 11 ca dương tính, trong đó có 7 ca là F1 của F0 về từ vùng dịch. Từ 6 giờ ngày 27 tháng 10 đến 6 giờ ngày 28 tháng 10,
có đến 27 ca dương tính, trong đó có 19 ca từ chùm lây nhiễm thị trấn Quy Đạt. Vâng thưa quý vị, như tin tức 24 giờ TV đã thông tin trước đó, thời gian qua tại Quảng Bình thì đã phát hiện nhiều ca dương tính COVID-19 trở về từ các vùng có dịch. Trong thời gian từ 6 giờ ngày 12 tháng 10 đến 6 giờ ngày 21 tháng 10, có 13 ca là người trở về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam. Trong đó có 2 ca lây nhiễm cho 11 người trong gia đình tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Cũng theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Bình, tính từ ngày 7 tháng 10 đến 30 tháng 10, tổng số người về địa phương từ vùng dịch phát hiện dương tính với COVID-19, 131 trường hợp. Tiếp theo là thông tin, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều quán che chắn ngụy trang để bán rượu bia cho thực khách. Vâng, nhiều quán ăn tại thành phố Hồ Chí Minh kín bàn sau thời gian dài đóng cửa, không được phép bán tại chỗ. Và theo quy định mới đây của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có các quán tại thành phố Thủ Đức và quận 7 được phép thí điểm kinh doanh dịch vụ đồ uống có cồn. Trong khi đó, hàng quán ở các quận huyện còn lại chỉ được phép ăn uống tại chỗ, phục vụ tối đa 50% công suất, đảm bảo yêu cầu về an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, trước yêu cầu của khách hàng, nhiều quán ăn, nhiều nhà hàng vẫn chấp nhận bán rượu bia với nhiều hình thức khác nhau. Một quán ăn trên đường Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, quận 3 đã cho bố trí các tấm màn che chắn phía trước, đèn bảng hiệu được tắt. Bên trong quán, mỗi bàn đều trang bị những tháp bia phục vụ nhiều thực khách. Còn tại một quán ăn trên đường Hùng Vương, quận 5, mỗi bàn được bố trí một thùng giấy để giấu bia và ly thủy tinh, đựng bia thì được đổi thành ly sứ có màu. Nhìn từ bên ngoài, khó ai phát hiện ra khách đang uống bia trong quán này. Lúc 20 giờ ngày 29 tháng 10, quán phục vụ rất nhiều khách. Còn tại Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, các hàng quán vẫn kinh doanh bình thường, không có sự kiểm tra từ lực lượng chức năng. Trong đó có quán dê nướng nằm ngay vòng xoay, luôn có đông khách vào ăn nhậu. Tin tiếp theo thưa quý vị, ca nhiễm COVID-19 mới ở Hải Phòng có lịch trình di chuyển rất phức tạp. Theo Sở Y tế thành phố Hải Phòng, sáng nay 30 tháng 10, thành phố phát hiện một ca nhiễm COVID-19 đang lưu trú ở quận Đồ Sơn, tên là Dê, 31 tuổi. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, ngày 22 tháng 10, anh Dê đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, bắt taxi về khách sạn Melly Hotel, quận Thanh Xuân, Hà Nội ở. Ngày 23 tháng 10, anh đi công chứng dịch thuật tại Công ty Cổ phần Dịch thuật Đào tạo Du lịch Việt Nam ở phường Nhân Chính, rồi đón xe ôm ra bến xe Mỹ Đình, bắt xe về Hải Phòng. Do không bắt được xe, anh Dê đến khu vực cổng trường Đại học Hà Nội dắt xe dù về thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Về đến thành phố Hải Dương, anh Dê ăn cơm cùng nhiều người rồi đi taxi dù về Hải Phòng. Khai báo y tế ở chốt kiểm soát ga Dụ Nghĩa. Tại đây, anh Dê khai báo đi từ Hải Dương về. Sau khi qua chốt, anh được taxi đưa về khu vực tượng đài nữ tướng Lê Chân, Hải Phòng, lên xe buýt Thịnh Hưng về quận Đồ Sơn lúc 18:30 ngày 23 tháng 10. Khi về đến quán Ngọc thuộc quận Đồ Sơn, anh Dê đi xe ôm về nhà ở số 3/8 Đền Nghè, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn. Sáng 24 tháng 10, anh Dê đến tiệm tạp hóa đối diện chợ Cầu Vồng, quận Đồ Sơn mua đồ. Sáng 25 tháng 10, anh đến phòng quản lý xuất nhập cảnh của công an thành phố Hải Phòng ở đường Trần Bình Trọng, quận Ngô Quyền. Khi đến đây, anh nhận được điện thoại của bố đẻ về việc chính quyền địa phương yêu cầu anh về cách ly tại nhà 7 ngày. Theo chính quyền địa phương, khi về nhà, anh không tự giác khai báo, thông tin này của anh là do người dân báo cáo cho chính quyền. Từ 25 đến 28 tháng 10, anh cách ly tại nhà. Đến sáng 29 tháng 10, cơ quan chức năng đến lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Chiều 29 tháng 10, anh Dê đến công an quận Đồ Sơn làm căn cước công dân, sau đó lại lên phòng quản lý xuất nhập cảnh. Tiếp đó, anh đến xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng gặp bạn. Trên đường về nhà quận Đồ Sơn, anh còn ghé quán vịt ở ngã ba chợ Kim Quý, quận Đồ Sơn để mua đồ. Và đến sáng sớm ngày hôm nay 30 tháng 10, mẫu xét nghiệm của anh cho kết quả dương tính. Theo Ủy ban Nhân dân phường Vạn Hương, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi của anh Dê có vi phạm quy định chống dịch COVID-19 hay không để xử lý theo quy định. Chuyển sang tin tiếp theo thưa quý vị, trường học ở thành phố Hồ Chí Minh thông báo tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em F0 khỏi bệnh. Ngày 30 tháng 10, phụ huynh học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1 nhận được thông báo của nhà trường về việc tiêm cho con em từng là F0 đã khỏi bệnh. Tuy nhiên chỉ cần hết thời gian cách ly 14 ngày là đã được tiêm, khiến phụ huynh hoang mang. Nội dung thông báo như sau. Trung tâm Y tế quận 1 thông báo, theo tinh thần tập huấn của Bộ Y tế, học sinh đủ 12 tuổi bị F0, nếu hết thời gian cách ly 14 ngày sức khỏe ổn định, được chỉ định cho tiêm ngừa luôn. Thời gian bắt đầu thực hiện hôm nay. Vì tính chất khẩn,
Kính nhờ giáo viên chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh đăng ký. Giáo viên chủ nhiệm gửi trực tiếp cho cô Hồng Thủy danh sách đăng ký học sinh thuộc đối tượng này có nguyện vọng tiêm. Theo lịch tiêm, các em sẽ được tiêm vào sáng 31 tháng 10. Các phụ huynh thắc mắc, người lớn từng mắc COVID-19 được khuyến cáo tiêm phòng COVID-19 sau 6 tháng khỏi bệnh. Nhưng trẻ em đã được tiêm chỉ sau 14 ngày hết cách ly có đúng quy định và đảm bảo an toàn hay không? Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Phước Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế quận 1 xác nhận, kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh từ đủ 12 tuổi từng là F0 và đã hết thời gian cách ly 14 ngày, sức khỏe ổn định. Theo ông Hùng, đây là hướng dẫn triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 với trẻ em là F0 do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế tập huấn trực tuyến vào ngày 29 tháng 10. Bổ sung thêm, bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, buổi tập huấn trực tuyến có sự tham gia của cán bộ y tế các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Do vậy, theo tinh thần hướng dẫn, các F0 đã kết thúc cách ly thì được chỉ định tiêm chủng nếu sức khỏe ổn định. Trao đổi với phóng viên, ngày 30 tháng 10, đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, chương trình tiêm chủng mở rộng cho biết, theo quyết định 5002, trẻ em là F0 đã khỏi bệnh vẫn được tiêm chủng như bình thường, chỉ duy trì hoãn tiêm và không tiêm khi trẻ không đảm bảo 8 yếu tố mà hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng mà Bộ Y tế đã ban hành. Vị này cho hay sắp tới đây, với người trên 18 tuổi mắc COVID-19 khỏi bệnh cần được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 như bình thường, tức hướng dẫn khám sàng lọc tiêm chủng trước tiêm của đối tượng từ 18 đến 65 tuổi sẽ có thay đổi. Hiện nay có nhiều chủng virus khác nhau, người mắc chủng A khỏi bệnh nhưng vẫn còn chủng B, chủng C đe dọa. Do đó tiêm vaccine giúp tạo miễn dịch cộng đồng, bảo vệ các F0 đã khỏi bệnh, đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ nói. Tin tiếp theo, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM khuyến khích người dân tự xét nghiệm COVID-19 trước khi đi đến các tỉnh thành khác. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có văn bản thông báo về tổ chức hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định từ TP.HCM đi các tỉnh thành phố và ngược lại, đã công bố cấp độ dịch đạt cấp 1 và 2 theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ. Thời gian thực hiện kể từ nay cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, đối với hành khách, yêu cầu tuân thủ thông điệp 5K, khai báo di chuyển nội địa theo quy định thông qua ứng dụng PC COVID. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP.HCM và các tỉnh thành phố liên quan. Xét nghiệm các trường hợp có một trong các triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở. Về xét nghiệm y tế, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3, đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa. Không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn. Đối với người tiêm đủ liều vaccine và người khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp khi có yêu cầu điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc các vùng y tế cách ly, phong tỏa. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận kết quả. Đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và người lao động làm việc tại các bến xe phải đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn tạm thời ban hành kèm quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải. Đồng thời đã tiêm vaccine phòng COVID-19 ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 có xác nhận của y tế hoặc chính quyền địa phương đủ điều kiện tham gia hoạt động. Trường hợp các tỉnh thành phố khác có yêu cầu cao hơn về tiêm vaccine phòng COVID-19 thì áp dụng theo địa phương nơi đến, tự theo dõi sức khỏe cá nhân, kịp thời báo cáo khi có biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở. Ngoài ra, TP.HCM khuyến khích đơn vị vận tải tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 7 ngày một lần cho người điều khiển phương tiện, nhân viên đi cùng trên phương tiện khi hoạt động vận tải từ TP.HCM đến các tỉnh, thành phố khác, trừ Long An, Bình Dương, Đồng Nai, cho đến khi có chỉ đạo mới.